Rồi giờ mình sẽ dẫn chiếc winner xuống đường để lấy cái tốc độ thực tế và dòng tour thực tế ở đâu. Và rồi sau mình lên lên cái con Dino. Dino nè các bạn. Dino Z của mình. Và Dino Z nó phải con thảm, con lăn. Con thảm nè. À, đẩy nè, thấy nặng không? Thấy không? Thấy không? Bây giờ mình sẽ xả con lăn ra cho nhẹ lại. Xả lại. À, con máy nó quay nè. Thấy không? Đó, thấy chở không? Bây giờ mình sẽ xiết lại nè. Xiết rồi. À, xiết rồi. Thấy không? Đứng rồi không? À, đạp nè. Đó. Để xả nè. Thấy không? Xiết nè. Đó, nặng rồi đó. Thì đó, cái này là thường thường mà bí mật Dino thì mình sẽ nói các bạn nghe là các bạn đang nơi không phải con lăn mà không, người ta phải có độ hãm riêng, hãm phanh từ, phanh cơ, phanh hay là motor giảm tốc nha các bạn. Đó, thì có nhiều người chế lắm, chế sao không được, nhưng mà miễn sao đừng có làm cái con lăn này quăng quán tính. Nó quăng quán tính như vậy thì cái tốc độ mà mình chạy cầm chừng là cái gì đó nó sẽ bị ảo. Các bạn canh sao mà cho cái này nó giống dưới đường đó, để mình canh mà canh nó như mình giữ ga thì cái con lăn này nó cũng giữ tốc độ nhất định mà giống dưới đường là ok các bạn, nó không bị giống như nếu mà mình cầm ga mà con lăn này nhẹ quá, mình cầm ga con lăn này nhẹ mà không đủ độ nặng á là nó sẽ lướt qua cái tua luôn. Mà dù cái tua dưới đường là ví dụ mà 5000 nó đó là tốc độ mà 100, 5000 đi, ví dụ nha tốc độ 5000 xuống 600 chậm nè, phải không? Cái mình lên đây dẫn cái tốc độ cái 5000 tua luôn xuống 6 và lát tự nhiên lướt qua 6000 cái 110 7000 cái 120 hay gì đó đó, là tự nhiên mình giữ ga mà không tăng ga mà tự nhiên nó lướt qua là cái con lăn này nó quấn mạnh quá, nó cái quán tính nó lướt qua qua nó không đủ hãm, tự nhiên lướt qua là sai nha các bạn. Thì đó, người ta đơn giản cái lực quy lực con lăn thôi, nó phải làm sao mà nó hãm, nó nặng giống như đường chứ không phải con lăn là xong nha các bạn. Rồi bây giờ nói nhiều quá, mình xuống đường tới thực tế cho các bạn xong mình lên quốc luôn. Thì cái kinh nghiệm của mình đó là mình chạy 2 năm cầm laptop dưới đường thì canh cái ba cái quỷ này thì đơn giản đây nô canh xăng lúc nào cũng mắc hơn là kiểm tra HP các bạn. Tại người ta lên canh gió cho bạn hết luôn, thì bên mình canh xăng. Còn cái vụ HP thì mình cũng bàn tới. HP thì lên mạng thì có nhiều tranh cãi á, thì người ta tranh cãi nhiều lắm. HP ảo hay là qua máy này khác, máy kia khác gì lùm la thôi. Bởi vì HP mình không có bàn tới. Và HP là có thể tăng giảm là do là người chỉnh cũng có. Các bạn mình nghe nói cái vụ đó có. Là do vụ mà con lăn này nhẹ nặng nè. Được chứ không được bạn đó. Quay bây giờ mình vô bàn Dino mình kiểm chứng rồi, nó giống dưới đường với cái dòng tour đó, km đó mà thấy không đó. Và mình cũng nói rồi, cái con lăn này cũng có bộ hãm riêng, bộ hãm mà này nè, hãm quán tính. Cái con lăn quán tính là gì? Cái con lăn mà mình chạy liên tục á, nó quay cái chớn theo các bạn, cái chớn theo làm con lăn dục làm ảo á, nó đồng hồ á. Thì mình cũng xin nói những bí mật á, thì cái ga giữa này và với bộ hãm của con lăn mà hãm cái mình đã nói hãm từ, hãm thắng từ, hãm cơ, cái gì cũng vậy á, nó
Hãm từ hãm cơ thì nó có mấy ga đầu, ga giữa, ga cầm chừng, ga giữa hay là ga đi về quê, ga đi phượt rồi á, phượt mà gọi là 100, 120 hay là gì đó, cầm nửa ga thì nó sẽ không, nếu mà mình có hãm á là cái con lăn của mình á nó sẽ không có đủ lực để quăng liên tục, bạn biết không? Còn cái ga cuối á thì nó sẽ khác rồi nha, đó. Cái ga cuối dù cho những cái dyno mà xịn á, bạn cũng thấy á, nếu mà bạn để ý á, 1, 2, 3, 4, 5 số á, phải không? Bạn mà cứ cứng ga đi, nó lên hoài luôn á, lên cái đồng hồ hoài luôn á đó. Đó, để cho bạn sẽ hiểu thì nãy cũng nói đầu clip rồi. Thì chủ yếu là mình để canh xăng thôi, mình cái này mình nói cho banh thợ nha, chứa canh xăng thôi. Bây giờ thì con lăn của mình đã hãm rồi. Hãm hãm lại để đựng cho quăng quấn, tính là nó nặng á. Nó nặng nè. Đó, nó vậy như nó không có chớn mà quay liên tục á là nó hãm một phần nào rồi đó. Giờ bây giờ mình kiểm tra công tơ mét nha. Kiểm tra hồi nãy là trên đường lộ là số 6 tại 7000 tua là nó cỡ 94-95 là mình sẽ giữ ga đó luôn, coi nó có giữ ga đó. Nếu mà mình để 7000 tua mà tự nó quăng chớn qua tới ví dụ mà 95 đi, mà con lăn mà lỡ mà nó không gị là nó có chớn, nó quăng là có thể là qua 100 luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ giữ mức ga đó là luôn nè. Mình giữ cứng ga tại 7000 tua để coi nó có tự động mà lướt qua không nha. Rồi. Đó, bạn hiểu ý mình không? Mấy bạn thợ đó nha. Hiểu không? Ví dụ mà cái con lăn nó có bị quăng quán tính á, cái lực quán tính con lăn quá mạnh đi. Mình cầm ga nè. Cầm ga mà số 6 nha, cầm ga nè, có thể là nó lướt qua dòng tua khác luôn á. Nó không giống dưới đường. Phải không? Đó, phải con lăn nó phải đủ nặng. Con lăn này phải đủ nặng và có bộ hãm riêng, hãm lợi tốc độ và nó quăng tới mức cái quán tính nó quăng tới mức đó, nó không quăng hơn cái bánh. Không quăng hơn chiếc xe mình đó, cái lực nó vừa đủ để quăng giống như dưới đường. Chứ nếu mà nó có quăng tính á, nó quăng liên tục á thì cái độ nặng của con lăn này nè mà mình không hãm lại nó quăng liên tục á là có thể bạn giữ cái tay ga này là từ 7000 tua nó có thể qua tới 8000 tua. Tự động mình vịn mình cố tình vịn lại 7000 tua mà tự nó qua 8000 tua luôn á. Là cái do cái này. Hiểu không? Đó, bởi mình như vậy mình phải làm chuẩn nó mới canh được xăng dễ lắm. Và có nhiều bí mật á, mình nói thẳng bạn luôn, có nhiều bí mật á, mình không cần hãm con lăn này là mình về đánh canh được. Cái là cách thức riêng đó bạn. Để canh một chiếc xe á, là mình phải mấy cái dòng tua giữa này nè, tua đầu tua giữa phải canh hết cho giống như đường hết đó, vậy mới canh được xe khách tròn đó bạn. Chứ nếu mà bạn không hãm cái con này lại á, hay là không biết cách mà chạy á, thì cái lực quán tính con lăn này quăng nè, nó sẽ mạnh hơn cái bánh xe, là nó giống như cái kiểu chiếc xe bạn không có chạy mà cái này nó chạy phụ cho bạn nè. Đó, nó dồn lực phụ cho bạn, tự nhiên cái xe bạn mạnh lên nó lướt qua luôn. Đó. Thì cái đó là cái giữa.
ra giữa và ra đi phượt rồi về quê rồi hay là chạy tốc độ đó đó, mình thấy giống như được, ok canh được. Còn nói về ra cuối, mình nói luôn nha, một bạn chạy phải không, con lăn phải không, đá nhỏ số 1 2 3 4 5, dám cá bạn luôn. Chiếc xe nào cũng vậy, từ bô xăng lửa đến 62 cũng vậy, nó cũng kịch kim đồng hồ hết luôn á. Nếu mà bạn giữ vậy nè, đá hẹ 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 5 số không giữ vậy, giữ hoài đi, bạn cứ giữ hoài là đồng hồ bạn lên kịch kim luôn. Do làm sao cái con lăn rồi tiếp nha, nãy mình nói ra cuối tại mình có điện thoại mà, thì mình nói bạn nghe cái dyno mà canh xăng á là phụ thuộc vào người biết chạy canh, chạy canh sao xuống đường. Còn cái kiểu mà người ta chạy mà để bạn nói là mắc biết cái đồng hồ có giống như ở dưới đường hay không á, thì bảo đảm bạn là không nha. Cái đó người ta đòi chạy để đo HP, đo coi kiểm tra mấy cột sống ở trên các bạn, chứ không phải là bạn kêu chạy hết ga cái đồng hồ dưới đây, trên đây có giống dưới đường, mắc biết giống dưới đường không, bảo đảm bạn không các bạn. Như bạn thấy ở đây nô người ta chạy 1, 2, 3, 4, 5 gì đi đó, mà người ta cầm cứng ga, thấy không? Có thể là tao tới 12.000 tua là nhả rồi, có thể là canh xăng. Chứ không ai mà để mà ngâm hoài là bảo đảm cái đồng hồ bạn lên 199 luôn. Đai nô nó cũng vậy, từ đai nô thường, đai nô xịn, đai nô gì cũng vậy các bạn. Đó là quy lực đó, là cái ga cuối á, không có con lăn nào mà không có hãm nào mà chịu được cái kiểu đó các bạn. Đó, cái hãm á là mình dùng để canh ga giữa, ga đầu. Còn ga cuối á, bạn thường nó giống như là canh mà cầm nó tóm ở trên ngoài đường, bạn chạy số 3, số 4 vậy. Người ta cũng vậy luôn, người ta cũng chạy số 3 hoặc là số 4, ta dặn lên kịch kim hồ nó kiểm tra HP cho bạn. Các bạn, đó, tới 12.000 tua, thường tới 12.000 tua là nó nhả ga rồi, ta cho nó cho hạ lừa từ đó. Chứ không ai mà ngâm hoài, tại tới 12.000 tua, thường cái đỉnh máy người ta lấy chuẩn là mạnh như 62, lấy 12.000 tua là đỉnh máy, có cột sống là ta đo cái đó. Chứ không phải người lên đây người ta đo mà cái đồng hồ mà giống dưới đường các bạn, giống dưới đường mà kiểu mắc bít mà ra cuối nha. Còn sau mình nói cái đồng hồ mà ra giữa mà nó giống với cái này, thì nãy mình nói rồi, đồng hồ 7.000 tua mà tốc độ 95 số 6 á, mà tại sao giống dưới đường, đó là rất là chính xác. Nó hãm, cái này nó hãm dưới là một phần con lăn mình, là tức nghĩa là con lăn mình lúc đó nó bị hãm là cái mấy ga giữa rồi á, ga giữa mà cái phượt đó nó chưa đủ mạnh, nó chưa đủ mạnh để quăng hơn cái lực xe mình, bởi vì nó có cái quán tính nó nằm ở đó hoài đó, nó đều theo chiếc xe, nó rất là đều giống như dưới đường. Hồi nãy mình test thực tế cho bạn coi, các bạn tự suy luận, tự suy ngẫm có thể thấy nha các bạn. Đó, còn mà nhồi ra cuối 1 2 3 4 5, thí dụ mà cái hãm phanh của mình là đúng với số 6 là 7.000 tua dưới đường là chạy ra đúng rồi, là cái con lăn này chưa có lực để quăng. Nhưng mà bạn thử quất ra cuối coi, là cái hãm của mình là không có đúng chính xác với là cái đó các bạn, ra cuối dù đai nô nó cũng vậy á. Bạn thử đi, bạn để ý đi, người ta ngâm 1 2 3 4 5 cái ra cuối á, là lúc nào nó cũng lên, có thể là dù quân lửa mà tới 62 cái gì cũng biết, mình thấy cũng biết, lên tới đồng hồ 199, thậm chí xe zin đó bạn ngâm hoài lên 199 luôn đó. Đó nên bạn đừng hỏi mình dyno mà tốc độ mắc bít ở trên giống dưới đường không, phụ thuộc vào nhiều thứ nha, con lăn nó quăng rất là mạnh nha. Đó là tại thì mình ví dụ cho bạn đi, con lăn của mình đó, nó đúng từ 1 tới 12.000 tua là đang đúng, và cái lực quăng nó chưa đủ để quán tính nó chưa đủ á, lực nặng chưa đủ để quăng tiếp chiếc xe mình ảo đi. Nhưng mà bạn để ngâm qua ví dụ mà 12-13.000, bạn ngâm hoài luôn là bắt đầu cái lực quăng này, quán tính nè, dù cho có phanh hãm bạn á, nó chịu không nổi, bắt đầu nó qua cái hãm đó rồi á, là nó quăng là cái lực quán tính này quăng nó nhồi vô nguyên cái bánh xe, nhồi cái xe bạn, là bắt đầu nó lên cái đồng hồ nó ảo luôn. Đó là ga cuối các bạn. Còn ga giữa mình cầm chừng thì cái lực này nó không chịu nổi, nó có gì hoài, là mình test thực tế cho bạn nãy giờ thấy rồi. Thì các bạn có thể suy ngẫm và suy luận thực tế đi, các bạn có thể dầm dòm những người ta test đồng hồ đó, người ta dặn đó thì ra giữa bình thường, và người ta test HP rồi đó, người ta chỉ dặn một số 3, số 4 người ta dặn thì xong, tới khoảng ngưỡng 12.000 tua thả ra, chứ không ai mà để giữ hoài các bạn không. Còn nếu mà nặng đi, có một số video người ta có thể giữ hoài 1 2 3 4 5 6 gì đó, ngâm như là đồng hồ vẫn còn lên nữa, thử người ta để hoài, lên hoài luôn.
nhưng mà đa số clip thì người ta thòng luôn à. Chứ không ai mà để lên chỗ đó thì nó hơi khó nói, không hiểu không, thì bạn để ý đó. Rồi đó là những cái bí mật nano nhỏ mình nói cho bạn nghe, thì mình sẽ nói thêm vài clip sau nữa cho bạn thắc mắc về nano đó bạn. Canh xăng, kỹ thuật canh xăng nano là cái mình kỹ thuật là mình chạy ngoài là 2 năm rồi các bạn. Và cái con lăn này là mình coi như là ai coi video 2018 là mình hiểu rồi, mình đã nói trước rồi, sau này là ai cũng có con lăn này nhà là mình có rồi đó. Thì các bạn có thể là tự suy ngẫm, nhớ nha các bạn khách. Các bạn khách thì không hiểu thì mình giải thích như vậy, thì các bạn nghe và bạn suy ngẫm đi, cái nào mình muốn nói thì bạn có thể coi những video clip khác, chạy mắt biết làm sao và dọn đồng hồ để ý đi. Cái lực máy nó còn lên nữa nhưng mà người ta thả rồi thôi. Còn mà ra đường á, bạn chạy vào tốc độ đó mình cùi nè, chủ yếu là đo HP thôi với lại xăng gió thôi, bạn hiểu không? Nhưng mà mình nói câu sau luôn, HP mạnh chắc chắn xe sẽ mạnh, nhưng mà HP mạnh chưa chắc xuống đường mạnh nghe các bạn. Bây giờ nếu mà đơn vị đo để xe mạnh là mình phải nghĩ là GPS thôi, chính xác nhất. Còn HP mạnh thì có nhiều cái tranh cãi mà mình không có nói nữa. Ví dụ tranh cãi này tranh cãi nọ, do dàn máy xịn, dàn máy này, dàn máy dởm thì lum la, cái đó thì mình không có tranh cãi vô nhiều. Cái đó tự các bạn suy luận, các bạn biết không? Tại vì HP đúng là HP có xe lên rất là cao, nhưng mà xuống đường thì lại khác nữa. Nhưng mà chắc chắn HP mạnh là xe sẽ mạnh vậy thôi, bạn hiểu không? Thì cái việc mà nhiều cái người tranh cãi mà HP lum la trên mạng thì cái đó là chuyện ngoài lề, bạn biết không? Nhưng mà dù sao thực tế đo GPS vẫn hay hơn các bạn đó. Thì nếu mà nói vụ HP ảo này có, người ta có thể chỉnh chiếc xe bạn. Nếu mà cái lực quán tính này nè, mình nói quán tính đi, ví dụ rồi giờ người ta hãm lại nhẹ, mà có phải chiếc xe bạn mạnh lên không? Có thể chỉnh được nè, vậy thôi.